để chúng ta ra chúng ta làm việc mạnh mẽ thì chúng ta phải có một cái tính, người ta gọi là cái tính dũng cảm. Cái tính dũng cảm thì nói ra đây thì có bạn thì nhận ra nhưng mà các bạn không nhận ra, nhưng mà mình muốn giải thích cái từ dũng cảm đó nó bằng một cái từ khác, là có thể nó hiểu ra hàng loạt những cái từ khác, và đó là cái tính đương đầu. Chúng ta dám đương đầu với cái khó khăn không? À, bây giờ ví dụ là chúng ta không có đồng tiền nào mà chúng ta muốn ra khởi nghiệp, vậy thì chúng ta cứ dám đương đầu với cái việc đó không? Hay là có những bạn không dám đương đầu là họ ngồi họ nói là chờ có tiền mới ra khởi nghiệp. Họ nói là chờ ba mẹ cho tiền mới ra khởi nghiệp. Họ nghĩ rằng là có tiền mới ra khởi nghiệp, còn cái người dám đương đầu là không có tiền vẫn ra khởi nghiệp là bằng cách là họ lao ra họ đi kiếm tiền. Họ đi làm bất kỳ những cái công việc gì trong cuộc sống này, họ có tiền rồi bắt đầu là họ thành cho họ một cái doanh nghiệp. Cái tính đó là người ta gọi là tính dám đương đầu với những cái khó khăn. Hoặc là bạn không giải được cái bài toán đó. Các bạn hình dung ra chưa? Cái bài toán nó rất là khó. Và thì nhiều người là bỏ cuộc. Nhiều người là bỏ cuộc, phần lớn là bỏ cuộc. Thì như thế nào ạ? Cái người có tính đương đầu là họ ra một cái quyết tâm cho họ là phải giải cho bằng được cái bài toán này. Và họ sẽ lao vào, họ đọc tài liệu, họ nghiên cứu. Chưa ra được thì đi gặp người A, đi gặp người B, đi gặp người C. Có những người họ rất là khó tính, không gặp họ thì họ đi gặp lại nhiều lần cho tới khi giải được. Các bạn nhận ra điều này, tức là sẵn sàng đương đầu với những cái khó khăn và cái thách thức của mình. Hồi kia thì mình cũng không có cái tính cách đương đầu mạnh mẽ đó đâu. Tuy nhiên mình chỉ cho các bạn một cái cách luyện. Mình có cái thói quen, hồi kia mình có cái thói quen là mình đọc cái quyển sách, mà cái quyển nào mà vô mà mở đề không hay đó, các bạn nhận ra điều này chưa, là mình bỏ đi. Và cái thói quen đó nó làm cho mình rất là nhiều việc mà cứ vô mà nó dễ thì mình làm, khó thì mình bỏ đi. Thì sau này bắt đầu mình mới phát hiện ra cái tính cách của mình, tức là vô mà nó thuận lợi là mình làm, mà vô nó khó khăn là mình bỏ. Vậy thì bây giờ mình phải luyện nó như thế nào? Bằng cách là mình ra một cái quyết tâm là mình đã chọn đọc cái quyển sách nào á, là dù nó hay hay nó dở phải đọc cho hết bằng cùng cái quyển sách đó. Thì hôm đó mình đọc một cái quyển sách Lãnh đạo và sự tự lừa dối. Các bạn có dịp thì các bạn đọc cái quyển sách đó, năm 2009. Thì khi mình đọc cái quyển sách đó thì trời ơi, các bạn biết không, đọc vô những cái tờ đầu, hai cái tiêu đề thì Lãnh đạo và sự tự lừa dối, thì cái tiêu đề nó cũng khó hiểu. Lãnh đạo và sự tự lừa dối nó là cái gì? Và mình đọc những cái trang đầu, nó không có cái gì hay hết. Đọc tới nửa quyển nó cũng không có gì hay hết, nhưng mà đã ra quyết tâm rồi là phải đọc cho bằng hết cái quyển sách này. Mà các bạn biết, chưa bao giờ mình đọc cái quyển sách nào lâu như cái quyển sách đó. Đọc 3 tháng chưa xong quyển sách đó, bởi vì nó chán quá. Rất muốn đọc cái quyển khác nhưng mà không bỏ được, tại mình đã ra quyết tâm rồi. Mình đọc cho tới 2/3 quyển sách, bắt đầu mới phát hiện, cái khúc sau sao nó hay dữ ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là khúc đầu nó dẫn dắt cho cái việc về cuốn sách. Mà các bạn biết không, về cuốn quyển sách mà nói là đây là một trong những cuốn sách mà hay nhất trong cuộc đời mà. Mình đọc cái cuối bắt đầu nó lòi ra được cái bí quyết, nó hay không thể tưởng được. Và sau này mình đi đâu mình cũng giới thiệu cho mọi người cái quyển sách đó, và mình luôn dặn nửa đoạn đầu nó tệ lắm nhưng mà không được bỏ cuộc, phải đọc. Và ai sau khi đọc xong cũng feedback lại cho mình là cái quyển sách này nó hay không thể tưởng. Và các bạn, do cái tính đương đầu của mình dám đương đầu rồi, nó cái khúc trước ổng dẫn dắt cái câu chuyện nó dở không thể tưởng, mà chừng cuối cùng về sau nó tháo gỡ ra được một bí mật trong con người của mình. Và mình mới phát hiện ra một cái bí quyết, cái người nào mà có tính đương đầu, họ có một sức mạnh, họ có những cái bí quyết, tất cả những con người khác không có được đâu. Mình mong các bạn hãy luyện cho mình cái tính đương đầu. Và một trong những cái công thức luyện của mình nó đơn giản, nó là như vậy. Hồi kia mình luyện vậy, và bây giờ mình cũng có thói quen, mình đã lỡ cầm cái quyển sách nào đó lên rồi là dù nó dở hay nó hay mình phải đọc cho bằng được cái quyển sách đó. Nhưng cuối cùng cái quyển nào rồi mình cũng lộn ra được cái bí quyết hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
trong cái phần tính dũng cảm các bạn biết nó còn chúng ta diễn đạt nó bằng cái từ khác nữa, đó là dám thách thức cái con người của mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái này rất nhiều bạn trẻ gặp. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta đi học, mình gặp nhiều bạn trẻ hoang phí cuộc đời là chỗ đó. Khi chúng ta đi học, chúng ta ra trường rồi, khi chúng ta đi làm một thời gian đó, mức lương chúng ta khoảng 15-20 triệu, và thế là chúng ta như thế nào? Chúng ta rớt vào một cái chỗ là tự hào. Tự hào là ta còn trẻ mà, ta làm mức lương như vậy là tuyệt vời rồi. Và một thời gian vậy thì nó rớt vào một cái vòng gọi là vòng ổn định. Họ không muốn thay đổi nữa, họ không muốn thách thức leo lên cái mức lương cao hơn nữa, họ nghĩ như vậy là được rồi, họ muốn thu nhập nó cao hơn nữa. Và cái đây là cái số đông, bạn mình gặp số đông. Và các bạn nên nhớ như vậy nè, không dám thách thức chính mình, chọn con đường ổn định, chọn cái chúng ta đã làm được rồi và cứ theo nó như vậy ngày tháng. Chúng ta đang lãng phí thời gian kinh khủng. Những con người đó họ đang làm cho cuộc sống của họ trở nên nhàm chán. Các bạn hình dung ra điều này, chúng ta phải thách thức. Thách thức là sao ạ? Ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Chúng ta đã đạt được mức thu nhập 20 triệu thì chúng ta phải đặt mục tiêu là phải lên 25 triệu. Và nếu 25 triệu chúng ta đặt mục tiêu 30 triệu. Các bạn dám thách thức. Mình có một lần mình năm 2008 mình đi nước ngoài, và lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi nước ngoài. Ngoại ngữ thì lúc đó chưa có được giỏi. Đi 4 người mà trong đoàn thì chỉ có một bạn đã đi nước ngoài thôi, không cần có tour du lịch, không cần gì, tự mày mò đời thôi. Thì có một bạn thì đã đi Singapore rồi, nên là bạn đó bạn lít, nhưng mà nói chung 4 thằng cũng đều là tay mơ hết á. Có điều bạn đó đi trước lần thôi. Các bạn biết lần đó nó thách thức mình không thể tưởng. Xuống sân bay, các bạn biết xuống cái sân bay Singapore, sân bay Changi nó rộng, nội đi mò đường đi không đủ mệt rồi. Rồi tới tàu điện ngầm thì không biết làm sao nó đi hết. Các bạn gọi là đi tới đâu thách thức tới đó, rồi cứ đi mò đường, cầm bản đồ tự do. Ok, tức là lúc đó công nhận nó thách thức cái con người mình, nó kinh khủng cái các bạn. Rồi qua bên đó các bạn gì không, cái thức ăn của họ nó đâu có hợp với khẩu vị của mình, mấy ngày đầu rất là khó ăn khó uống. Rồi từ ra bắt đầu nó thách thức, nó quen đi. Và sau cái chuyến đó đi về, tự nhiên mình thấy cái con người mình học hỏi được nhiều nhỉ. Cái người dám thách thức họ học được nhiều lắm, học được nhiều thứ trong cuộc sống đó. Sau đó năm 2010 mình đi Thái Lan, đi qua Phuket luôn, mà đi có một mình, chưa bao giờ biết Thái Lan là gì hết. Đây là một chuyện thách thức, chuyện gì ra nước ngoài mà mình bị lạc. Mình hết tiền, mình ở một nơi mà không có gì người quen của mình hết, cái tiếng mình nói cũng không ai hiểu hết. Thế là mình lên trên mạng mình tìm hiểu đi Phuket nó như thế nào, mà các bạn biết là Việt Nam chúng ta đâu có đường bay thẳng đến Phuket đâu. Nên là mình phải tìm hiểu, mình chuẩn bị mọi thứ rất là bài bản để chừng cuối cùng mình đi. Rồi qua nó rồi đi về nó rất là ngọt các bạn, nhưng mà tức là dám thách thức làm những chuyện mà trước đó chưa bao giờ mình làm. Sau đó năm 2011 mình quyết định là đi khám phá điểm cực đông của Tổ quốc. Các bạn biết cái điểm cực đông là cái thời đó là ít người đi lắm. Và muốn đi thì các bạn biết rằng là ra ngoài đó và mình đi hỏi người dân đó là thổ địa, mà cái người mà dẫn đường cho chúng ta đi là ai, thì mình mới gặp được cái chú ba. Ổng là thổ địa, ổng vào trong rừng đó ở 23 năm rồi. Ổng là người duy nhất biết được cái con đường đi đó, còn không biết là đi lạc chết luôn. Và mới tìm được chú ba đó, và mình giao dịch với chú ba đó, bắt đầu là dẫn nguyên đoàn, cái đoàn của mình lúc đó là 4 người đi. Các bạn biết là đi ngủ trong rừng luôn, tối ngủ trong rừng luôn. Rồi ra một cái bãi đá, rồi 4 giờ sáng mới thức dậy leo ra bãi đá, mới leo ra điểm cực đông. Sau đó tụi mình bắt thuyền về, mà các bạn biết là mình đi thuyền á, sóng lớn là mình ói quá trời luôn. Nhưng mà khi đi về thì mình thấy nó đã quá, và mình quyết định cái này là nó còn thách thức hơn cái đợt mình đi nè. Quyết định là mình thấy cái chương trình đi điểm cực đông này nó đã quá, mình quyết định mình mới tổ chức cho 50 bạn, mình là trưởng đoàn. Alo, nói chú ba con ra tới đó là chú ba dẫn con đi. Còn ở ngoài là con tổ chức nguyên đoàn đi, mà các bạn biết để đảm bảo cho mọi người an toàn là nó cả một vấn đề. Phải mang theo mùng trại, mang theo
đồ mũi, mang theo tất cả mọi thứ các bạn. Tức là lúc đó mình dám thao thức chân cho mình phải đảm làm sao đó, mình phải đảm bảo an toàn cho 50 con người đó. Ra giữa rừng đâu có điện đâu, bạn biết là mình mang theo máy phá điện luôn. À, rồi như thế nào nữa? Áo phao á, sợ mà đó họ chuẩn bị đủ. Ở này mua sẵn 50 cái áo phao tại cái đường đi về, đi bằng đường biển. Đường biển đi 3 tiếng đồng hồ lên trên biển. Ra ngoài đó là mướn hai cái chiếc thuyền xịn nhất để mà mình sợ tại hồ kia. Mình đi lúc đầu chú ba mướn mình cái thuyền nó rất là nhỏ. À, và mình đi mình nói nhưng mà rất là thú vị là khi mà đi thuyền về thì trong 50 người đó thì 46 người ói, không thằng nào không ói hết. À, chỉ còn mình với còn 3 người nữa, tại vì hồ kia mình ói rồi, mình quen rồi. Các bạn nhìn vô đây này. Và khi mà đi vào tới trong đất liền, các bạn đi đi cả 2 ngày 2 đêm mới đi vào trong đường rồi xong mới đi về lại trong đất liền thì ai cũng rất là ngạc nhiên là kêu mình tại sao không ói. Mình kêu lần trước mình thách thức rồi à, nên kỳ này không xin nhê gì với mình. Còn 40 mấy người kia ói hết, mình chú ba với 2 người nữa không ói thôi. Các bạn thấy không ạ? Tức là luôn thách thức. Lần đầu tiên thì các bạn thấy nó có cảm giác nó là rất là sợ hãi, là sợ sệt, là cái gì đó. Nhưng mà khi mà mình dám thách thức, mình dám đi qua thì mình thấy nó rất là bình thường. Một cái bài tập mà mình hay giúp cho các bạn luyện cái ý chí thách thức, đó là bài tập đi qua mảnh dê cha. À, các bạn trước mặt các bạn là 2 mét mảnh dê cha và đi chân không qua. À, lần đầu tiên mà mình cũng tự đi, các bạn biết mình cũng thách thức không thể tưởng. À, việc này chưa bao giờ làm, đi mà nó đứt chân thì thôi sao nhỉ. Và thế là mình đi qua rất là ngọt. Ồ, các bạn biết khi mà vượt qua được mình thấy con người mình nó nhẹ, chưa bao giờ nó nhẹ thắng được cái con người mình nó suốt. À, và bài tập thứ hai là các bạn biết không, còn kinh khủng hơn bài tập thứ nhất mà mình đã đi qua rồi, đó là đi qua lửa. À, chân không đi qua lửa. Rồi các bạn biết là cái lửa than mà nóng đốt á, các bạn nó dài 2 mét. Và bây giờ chứ không mình phải đi qua. Trời ơi, các bạn biết đứng gần nó đã hừng hực rồi mà cái chân không mình đi qua, các bạn hình dung ra nó như vậy đó. Và khi mà mình tập trung năng lượng, mình nhắm mắt mình 1-2 qua, mình đi qua được một cái á, là các bạn thấy tự nhiên khi đi qua xong mình thấy ồ, cái cuộc đời nó rất là tuyệt vời. Mình cảm giác là ồ, bây giờ mình chả còn sợ cái gì nữa. À, mọi cái thách thức kia mình thấy tự nhiên nó nhỏ. Các bạn khi đi qua được á, tự nhiên mình thấy đi đường kẹt xe hay khói bụi hay là làm việc nó mệt hay là chứ tự nhiên thấy nó nhỏ. Các bạn ơi, cái chuyện đó nó nhỏ xíu, nó sợ nhỏ xíu. Nhưng mà trước khi mà đi đó thì mình thấy những chuyện đó nó là lớn. Ok, vậy thì đó là những cái bài tập các bạn cần tham gia những cái game đó. Nếu mà các bạn không có cái ý chí tốt tức vượt qua đó thì các bạn phải đi tham gia, đi tìm những con người, đi tìm những cái game đó, các bạn tự đưa mình vào thì tự nhiên con người bạn nó có cái ý chí rất là mạnh mẽ. À, trong cái tính dũng cảm này mình còn chia sẻ bạn một cái ý khác nữa, đó là những người mà các bạn muốn làm lãnh đạo á, các bạn muốn ra khởi nghiệp á, các bạn muốn làm chủ doanh nghiệp á, các bạn cần có một cái tính cách. À, một cái tính cách chắc có lẽ là lần đầu tiên các bạn nghe, đó là dám làm những việc mà không đảm bảo. À, tại sao nó có cái câu mà nó kỳ lạ vậy? À, tức là nó như vậy nè, những người mà họ đảm bảo rằng việc đó đảm bảo làm được thì họ mới làm. Thì những người đó không bao giờ làm lãnh đạo được, không bao giờ làm leader được, không bao giờ mạnh mẽ được. Những người dám làm những việc mà chưa biết rằng nó có ra được kết quả hay không mà họ vẫn dám làm nó, và họ tin rằng với cái năng lượng của họ đó, với cái cách làm của họ đó, nó sẽ tạo ra kết quả, thì những người đó họ luôn làm lãnh đạo. Bây giờ mình ví dụ cho các bạn thấy, những bạn muốn đảm bảo á, là họ phải đảm bảo là công ty phải trả lương cho họ 1 tháng bao nhiêu đó rồi họ mới làm. Không trả lương là họ không có làm. Các bạn hình dung ra điều này là thì tất cả những con người đó là chỉ biết đi làm công ăn lương thôi. Những người chủ doanh nghiệp đó, làm sao họ biết được? Các bạn biết ngày đầu ra khởi nghiệp, các bạn nên nhớ ngày đầu ra khởi nghiệp nè, làm sao biết mình sau 1 năm nữa mình khởi nghiệp thành công được? Hoàn toàn không có biết. Chỉ biết là tôi ra khởi nghiệp rồi tôi mong muốn nó thành công thôi, tôi không mong muốn nó thất bại, tôi không để thất bại nó xảy ra. Họ chỉ suy nghĩ nó như vậy thôi. À, hoặc là một người bạn được giao rằng ông chủ ổng giao cho bạn rằng là
là anh phải làm cái công việc A, công việc B, công việc C và kết quả bao nhiêu đó thì tôi trả bao nhiêu đó thì các bạn mơ làm. À, nhưng mà cái người làm chủ doanh nghiệp á thì họ sẵn sàng làm việc A, việc B, việc C nhưng mà chưa chắc họ đã nhận được cái khoản tiền đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, họ chỉ biết rằng là họ làm bằng mọi sức để chừng cuối cùng họ đạt được cái kết quả làm sao có lợi về cho họ, và nếu mà không có lợi về họ thì họ vẫn chấp nhận luôn. Đó là cái tính cách của người ra khởi nghiệp. Bạn hiểu chưa? Tức là họ dám lãnh nhận những công việc mà không đảm bảo rằng nó sẽ thành công mà họ vẫn dám làm. Thì tất cả những người đó họ đều trở thành leader hết. À, bây giờ mình ví dụ trong quân, trong chiến trận, trong chiến trường cũng vậy thôi. Một cái người tướng quân là một người như nào? Họ dám lãnh cái đội quân đó và đi chiến đấu và chưa biết nó thắng hay nó thua, thậm chí cái địa hình đó là chưa bao giờ đi qua lần nào, nhưng họ luôn cam kết rằng họ phải đi ra bằng trận thắng mà về. Các bạn hình dung ra chưa? Tất cả những người đó họ đều làm tướng á, tức là họ dám làm những việc mà chưa có sự đảm bảo trước, họ chỉ có cái niềm tin là họ đảm bảo làm được thôi. À, và khi ra chiến trường thì tình huống quyết định hành động. Các bạn hình vô chưa? Tình huống quyết định hành động. Tình huống nó xảy ra thì họ phải quyết định họ làm gì tiếp theo, nó chưa có sự đảm bảo trước. Còn tất cả những người đi làm công các bạn, họ đều phải có sự đảm bảo. Tôi làm một ngày là 5 tiếng này, tôi làm một ngày là 10 tiếng này. Cái bản mô tả công việc ông chủ đưa ra cho bạn rất là rõ ràng. Ông chủ mà giao cho bạn làm gì ngoài bản mô tả công việc đó là bạn cự liền. Trong bản công việc ông đâu có giao việc này cho tôi đâu. À, vì cái công ty là tôi làm một ngày bao nhiêu tiếng này mà. Ông chỉ trả tôi mức lương như vậy mà. Các bạn hiểu ra điều này đó, thì tất cả những người đó rất là khó làm lãnh đạo, rất là khó làm leader. Những người đó là chỉ đi follow công việc cho những người khác thôi. À, mình vừa rồi mình chia sẻ với các bạn một cái tính cách là dám làm những việc mà nó không đảm bảo trong tương lai rằng chúng ta phải có cái kết quả đó, mà chúng ta vẫn dám làm, chúng ta chỉ có cái ý chí biến nó thành cái kết quả thôi. Thì tính cách đó là tính cách tuyệt vời của những người ra khởi nghiệp. Một cái tính cách khác mà mình muốn nói rộng hơn của cái từ có tính dũng cảm đó là bạn có dám dấn thân không? À, cái tính dấn thân là cái tính mà mình nói là nó rất là tuyệt vời của người khởi nghiệp. Thì chỉ có dấn thân các bạn, chỉ có dấn thân chúng ta mới trưởng thành nhanh. Không dám dấn thân không có trưởng thành nhanh được. À, dấn thân là cái con đường mà chúng ta được học hỏi nhanh nhất. Dấn thân cũng là cái cách mà chúng ta đi nhanh nhất. À, dấn thân vào gì? Dấn thân vào những việc chúng ta chưa biết, nghĩa là chúng ta nói cái từ hy sinh thì nó hơi nặng, nhưng mà chúng ta đảm bảo rằng chúng ta làm những việc đó mà không cần cho ai trả cho chúng ta cái gì, chúng ta chỉ biết rằng chúng ta làm cái đó để chúng ta học, để chúng ta lớn nhanh hơn, để chúng ta trưởng thành hơn. À, mình kể cho bạn một cái câu chuyện để các bạn hình dung lên cái chữ dấn thân nó là như thế nào. Khi mình mới ra trường thì mình vào, lúc đó mình chưa có bằng đâu, mới vừa thi tốt nghiệp xong thôi, thì mình vào một cái công ty nước ngoài và mình phỏng vấn. À, khoảng 10 giờ sáng là mình được phỏng vấn. Lúc trước đó là ông chủ phỏng vấn rất là nhiều bạn rồi, thì mình được phỏng vấn và sau phỏng vấn đâu 15 phút á thì ông chủ hỏi mình là ông nói là mình đề nghị mức lương bao nhiêu. Mình mới hỏi luôn ngược lại ông là tôi có cơ đậu không, hồi nãy giờ phỏng vấn ông thấy tôi cơ đậu không. Ông chủ ông nói là tại sao hỏi ông cao đó. Mình nói là nếu mà tôi đậu, ông nói là tôi đậu thì tôi mới nói mức lương, còn nếu mà tôi không đậu thì nói mức lương để làm cả gì. Ông mới hỏi luôn ngược lại mình, vậy mày thấy mày có đậu không? Mình nói là quyền quyết định nó nằm ở ông, nó đâu nằm ở tôi đâu. Ông cho tôi đậu là tự nhiên là tôi sẽ biết là tôi đậu, mà ông nói là tôi không đậu thì là xấu. À, vậy thì ông kêu vậy giờ mày đề nghị mức lương đi. Mình kêu tôi có biết tôi đậu đâu mà tôi nói mất lương. Ông kêu lần đầu tiên tao phỏng vấn mà có một người hỏi tao như vậy đó, mà nói có lẽ là hôm nay ông gặp đúng người rồi. À, ông mơ kêu rồi vậy thì bây giờ mày đậu thì mức lương mày bao nhiêu. Mình nói là cái chỗ này là cái chỗ quyết định này. Mình nói là tôi sẽ làm cho ông, tôi sẽ dấn thân cho ông 2 tháng mà tôi không cần lương. À, tuy nhiên sau 2 tháng đó
ông phải trả lương cho tôi rất là xứng đáng, và ông trả luôn cả 2 tháng tôi làm luôn. Còn nếu không xứng đáng thì lúc đó tôi nghĩ ông là người lỗ chứ không phải là tôi lỗ. Bởi vì tôi đã dấn thân trong 2 tháng rồi, tôi biết hết nghề của ông rồi, tôi làm tôi biết hết rồi. Ông mới kêu rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên phỏng vấn có một người nói chuyện với ông như vậy. Ông nói chừng nào mình đi làm, mà nói là ngay bây giờ. Ông nói rất là tuyệt vời, sáng mai đi làm. Và các bạn biết mình dấn thân ở cái công ty đó à, trong công ty á, làm á, các bạn biết rằng là 5 giờ là mọi người đi về hết, 6 giờ mình vẫn ngồi lại làm, 7 giờ mình cũng làm. Có những lúc rời công ty đó là 9 giờ tối, có mình với ổng là người rời trễ nhất thôi à, mình làm đúng như cái cam kết của mình. Rồi sau đó những cái chuyến mà ổng đi về từ nước ngoài, ổng đáp về Việt Nam, rồi có những cái đơn thủ tục rồi dành cho khách hàng nước ngoài lúc đó rất là khuya, thì mình là người duy nhất trong công ty đó, cái bộ phận văn phòng mà ổng nhờ được cái lúc 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, tại lúc đó mình còn độc thân à, mình không nề hà một cái gì hết. Và sau 2 tháng ổng vô cùng hài lòng với mình, và ổng chấp nhận, ổng trả lương hết 2 tháng trước. Ổng làm rất cam kết, và lúc đó mình đã nói rồi mà, trong 2 tháng đó tôi làm không công ông, nhưng mà tôi học rất là nhiều. Và ông, nếu ông không trả lương cho tôi, không trả lại hết cho tôi, thì là tôi nghĩ và ông là người lỗ, bởi vì tôi học một mớ kinh nghiệm rồi. Và các bạn như giờ, và sau đó ông rất là trân trọng mình, thì tới tháng thứ 6 thôi, mình là người được lên chức trưởng phòng năm 22 tuổi, một cái công ty xuất nhập, một trưởng phòng xuất nhập khẩu của một cái công ty nước ngoài chuyên về để chế biến đồ gỗ. Các bạn thấy cái khác biệt không? Cái điều gì nó giúp cho mình thăng tiến nhanh trong con đó? Không còn cái gì khác, mình là người dấn thân. Tại vì trong 6 tháng đó mình làm việc gấp rất là nhiều lần, bằng cả 2 năm, 3 năm người khác làm, để mình có toàn bộ những kinh nghiệm đó. Và chừng cuối cùng ông rất là tự tin, ông giao cái vị trí đó cho mình. Và các bạn biết không, mình rất là cảm ơn ông chủ mình. Khi mình làm được chuyến phòng thì mình lại dấn thân tiếp. Ngoài cái việc mà làm cho phòng ban tổ chức tốt, thì mình đảm đương luôn một cái việc cho ông chủ làm, mình đi tìm nguồn hàng cho ông. Tại vì cái đơn hàng nước ngoài người ta nhận vô, ngoài cái đơn hàng gỗ thì còn gấp sức nữa. Mình nói ông chủ mình kêu cái này để mình lo cho, ngoài cái việc cái bộ phận của mình, mình kêu cái này để mình lo cho, và mình đi xuống các cái cơ sở để mình đặt lại cho cái nguồn hàng lại, để mình lấy đơn hàng xuất cho, đủ cái đơn hàng xuất cho nước ngoài. Và mình làm việc đó trong vòng 5 tháng. Và chính vì mình xuống mình gặp rất nhiều các ông chủ khác, mà mình học được cái bí quyết là làm kinh doanh. Và tới tháng 11, tức là sau 5 tháng làm vị trí trưởng phòng à, mình rời khỏi cái công ty đó và mình ra làm kinh doanh. Ông hỏi mình tại sao còn trẻ mà ra nhanh vậy. Mình nói rằng là tôi rất là cảm ơn ông. Trong những ngày tháng mà làm việc ở đây, ông đã cho phép tôi dấn thân, và tôi làm rất là nhiều, nên tôi học hỏi rất là nhanh. Và tôi thấy rằng đã tới lúc tôi cần phải ra làm kinh doanh này. Các bạn hình dung ra cái chữ dấn thân mà. Cái chữ dấn thân ở đây là mình sẵn sàng mình làm vì mình. Dĩ nhiên là nó mang lợi cho công ty, dù các bạn đang ở cái vị trí gì, bạn vẫn cứ làm cái hết mình. Mình hay nói cái nhân viên của mình như vậy nè, cái bạn mà nhân viên kinh doanh đó, mình hay nói là em là nhân viên kinh doanh, thì ở ngoài thị trường em cũng có rất là nhiều người đồng nghiệp, em cũng làm nhân viên kinh doanh, cũng là nhân viên bán hàng. Đã là nhân viên bán hàng thì phải là giỏi nhất trong những thằng bán hàng. Tại sao mình phải là một cái thằng nhân viên bán hàng tầm thường nhỉ? Bạn hiểu ra, mình nói với cái bạn giao hàng bên mình rằng em đã là người giao hàng thì phải là giỏi nhất trong những thằng giao hàng ở Sài Gòn này. Các bạn hình dung ra cái ý của mình không? Chúng ta phải dấn thân để chúng ta làm bằng được. Chúng ta không có làm mỗi ngày cho vui, và để làm được cái việc đó các bạn phải dấn thân. Không dấn thân, và các bạn an tâm đi, các bạn dấn thân đi, các bạn sẽ lớn lên rất nhanh. À, trong 1, 2, 5, 3 năm thôi các bạn sẽ có tất cả. Mình hãy khuyến khích các bạn trẻ là bạn muốn ra làm chủ giỏi à. Các bạn có dám đi vào một cái công ty nào đó mà các bạn thích, bạn đam mê, bạn nói là tôi làm việc không lương không? Để học hết. Mới cần phải có mức lương mơ làm. Và sau đó các bạn sẽ được lợi không thể tưởng được. Tại vì tất cả những cái kinh nghiệm mà học trong những năm dấn thân nó không mua được bằng tiền. Chỉ có dấn thân chúng ta mới học được thôi.